Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 11 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các khu vực trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết tỉnh Quảng Ninh chưa có nhiều thay đổi, song nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ. Trời lạnh hơn vào thời điểm đêm và sáng. Trên đất liền cả ba khu vực, miền Đông, miền Tây và tại thành phố Hạ Long đều phổ biến kiểu thời tiết mây thay đổi. Gần sáng và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất là 29 độ và thấp nhất là 22 độ. Đó cũng là kiểu thời tiết chủ đạo tại vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô. Nên nhiệt độ ở đây giao động từ 24 cho tới 28 độ. Tình trạng biển tương đối ổn định với gió đông bắc cấp 3, sóng cấp 1, cấp 2, tầm nhìn xa từ 6 tới 10 km nên cơ bản không gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải và khai thác trên ngư trường. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang những thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Đêm nay và ngày mai, một số tỉnh thành ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và rông, có nơi xuất hiện sương mù về đêm và sáng, ban ngày trời nắng nhẹ, mức nhiệt cao nhất ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ giao động từ 25 cho tới 28 độ. Còn lại ở phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn một chút, phổ biến từ 26 cho tới 29 độ với các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trong đêm nay và sáng ngày mai trời nhiều mây, mưa nhỏ xuất hiện vài nơi, kèm theo đó là hiện tượng sương mù. Sau đó đến trưa chiều trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng nhẹ lên ở ngưỡng từ 27 cho tới 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong đêm nay và chiều tối mai cũng chỉ có mưa vài nơi, ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ giao động từ 28 cho tới 31 độ mưa, mưa rào và rông cũng sẽ xuất hiện rải rác trong đêm nay và chiều tối mai ở Nam Bộ và ở Tây Nguyên. Trong cơn rông, cần đề phòng, lốc xét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Sang ngày mai, cả hai khu vực đều có nắng, nên nhiệt trong đêm nay và ngày mai ở Tây Nguyên giao động từ 19 cho tới 30 độ, còn ở Nam Bộ phổ biến từ 23 cho tới 34 độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, tiếp tục có gió Đông Bắc ở mức cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông là vẫn còn có gió ở cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 Biển động Trong khi đó, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc chỉ ở mức cấp 4, nhưng mưa rào và rông xuất hiện, giải rác làm tầm nhìn xa giảm. Trong cơn rông, tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy, gió giật mạnh nên tàu thuyền cần hết sức lưu ý.